Dạ vâng, chào mừng anh em quay trở lại với xe giá tốt 24 giờ. Trước mắt anh em là dòng xe Mazda 2 sedan nhé, dòng xe ở phân khúc cỡ B của nhà Mazda. Mà trong cái video ngày hôm nay, những ngày cuối tháng 9 của năm 2023, với cái chính sách giá bán ở thời điểm này thì cũng không khác gì nhiều so với cái thời điểm đầu tháng anh em ạ. Nhưng mà em cũng xin phép là cũng cứ đi vào cập nhật để cho những anh em nào mà chưa biết tới cái mức giá mà ở thời điểm hiện tại thì anh em xem sau thì có thể nắm được. Với cái sự cạnh tranh trực tiếp từ rất nhiều đối thủ ở cái phân khúc B này thì dòng xe Mazda 2 này đang cạnh tranh với chiếc xe Hyundai Accent này, cạnh tranh với chiếc xe Toyota Prius hay là cạnh tranh với chiếc xe Honda City, đúng không ạ? Vậy thì để trước khi đi vào chia sẻ chi tiết từng phiên bản cho anh em nhé, thì anh em đừng quên nhấn đăng ký kênh cũng như là bật nút chuông thông báo để không bỏ lỡ bất cứ video nào mà mỗi khi có biến động thị trường em chia sẻ với anh em nhé. Thì đầu tiên em xin chia sẻ với anh em cái phiên bản Mazda 2 sedan 1.5 AT, cái phiên bản tiền nhiệm. Bản này thì đang có mức giá là 415 triệu. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại cũng như là quà tặng thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 475 triệu, trả góp thì đang là 136 triệu, lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 472 triệu, trả góp thì đang là 127 triệu. Còn lăn bánh ở tỉnh nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 459 triệu, trả góp thì đang là 109 triệu. Với cái bản 1.5 AT, cái phiên bản gọi là bản cũ đi, anh em mà muốn lấy xe ở thời điểm này thì bên em vẫn còn một xe màu trắng và một xe màu đỏ để có thể giao ngay cho anh em được anh em nhé. Còn anh em mà lấy cái phiên bản lưu Mazda 2 sedan, cái phiên bản 1.5 AT này thì cái bản này thì sẽ phải cộng thêm giúp em vào khoảng 15 triệu nữa anh em ạ. Cái giá niêm yết của nó đang là 429 triệu anh em nhé. Đó. Tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ hai, đó là cái bản 1.5 Luxury. Bản này đang có mức giá là 474 triệu. Hiện tại đại lý bên em thì cũng đang giảm tương đối là sâu và tặng anh em dán phim cách nhiệt, thảm trải sàn và một bộ lót cốt anh em ạ. Sau khi trừ tiền mặt này, sau khi tặng phụ kiện này thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 550 triệu. Trả góp thì đang là 164 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 548 triệu. Trả góp thì đang là 153 triệu. Còn lăn bánh ở tỉnh nhá, anh em cần chuẩn bị cho em là 533 triệu, trả góp thì đang là 135 triệu. Với cái bản 1.5 Luxury này thì bên em cũng còn duy nhất một xe màu trắng để có thể giao ngay thôi, còn các màu khác thì anh em sẽ phải ký chờ để đợi lấy xe trong tháng 10 anh em nhé. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ ba, đó là cái bản 1.5 Premium. Bản này thì đang có mức giá là 599 triệu. Có mỗi cái phiên bản 1.5 Premium này thì cái chính sách ưu đãi nó được giảm 100% lệ phí trước bạ thôi. Còn các bản khác thì cái mức ưu đãi nó cũng không có nhiều. Với cái bản 1.5 Premium này thì sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại cũng như là quà tặng thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 627 triệu. Trả góp thì đang là 178 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 624 triệu. Trả góp thì đang là 166 triệu. Còn lăn bánh ở tỉnh nhá, anh em cần chuẩn bị cho em là 609 triệu. Trả góp thì đang là 148 triệu. Vừa rồi thì em đã cập nhật những cái chính sách giá bán mới nhất ở cái thời điểm cuối tháng 9 này rồi. Còn anh em nào muốn có giá tốt hơn hay là muốn biết bất cứ một cái chương trình khuyến mại cụ thể như thế nào thì anh em vui lòng gọi ngay cho em để em gửi chính sách giá bán tốt nhất, cạnh tranh nhất tới anh em nhé. Em xin phép được dừng video tại đây. Nếu anh em nào mà chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh cũng như là bấm nút chuông thông báo để cập nhật liên tục chính sách giá bán mới nhất mà mỗi khi có biến động thị trường em sẽ chia sẻ ngay tới anh em nhé. Em xin phép được dừng video tại đây ạ. Cảm ơn anh em đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo ạ.